Một năm hai đứa mình gặp nhau có 3 lần à. Hai lần kia đã gặp trục trặc rồi. Lần thứ 3 thì mới có 5 phút, anh đã chạy về cắm đầu vô phòng nghiên cứu. Còn lần thứ 4 này, anh mà trễ hẹn với em nữa là em kéo giò dài ra đó, biết vô lùm ở tử. Our scheme, Reptile Messenger of Peace, bring a hope for a peaceful living environment among animal species, in which reptiles undertake the role of a messenger. Ladies and gentlemen, referring to reptiles, people always think they are ugly and dangerous. In fact, the bloodstream in the body of this species is a peaceful one. They show ferocity in attempt to defend themselves only when others attack. Cobra is an example. Our research showed that aggressive temperament of this species has been exaggerated in most encounters with one cobra in life. The snake appears with calm and gentle temperament. We need your support. There are many species with gentle dispositions. What made you choose reptiles? Professor, you have ever fallen in love? Yes, I have. Only once, when I was at kindergarten. Who is she? Oh, she's dead. Oh, I'm so sorry. Marilyn Monroe. There are billions of people in the world. Why do you love only one? Maybe I don't have free time. In Vietnam, we have word duyên nợ. It means predestination. Professor, you may meet millions of girls, but if it's not your predestination, you will pass them or just stop for a while, and then you pass again. I am Reptile. We are predestinated. Alo, ngài ơi, kết quả sao rồi ngài tiến sĩ? Anh mới vừa xong. Người ta tài trợ toàn bộ phần kinh phí cho công trình nghiên cứu của anh rồi. Anh vui lắm. Kể cái dự án của ngài, chuyện em quan tâm bây giờ là sự có mặt của ngài ở Đà Lạt. Tướng lệnh, ngày mai anh sẽ có mặt ở Sài Gòn và bay Đà Lạt luôn. Vé anh đã hết rồi, em yên tâm đi. Sorry sir. Good luck. Okay, anh đây. Yên tâm, anh về kịp mà. Nhớ kiểm tra hành lý đầy đủ nha. Yên tâm đi, anh không đản trí đâu. Còn lâu em mới yên tâm được á. Ai nói là ngài không đản trí, em chết liền á. Sao đây không xài bồn tiểu cho đàn ông? Gì vậy? Alo. Ngài ơi, ngài còn ở đó không vậy? Alo. Hình như đây nam nữ xài chung toilet em ơi. Đi lộn toilet của nữ rồi ngài ơi. Sao anh có thể như vậy được ta? Trí nhớ của ngài tốt quá mà. Khi thì vừa bịt khẩu trang vừa uống nước, lúc á thì chan cả chai bia vô cơm thay cho nước tương. Ra đường á thì chân trái mang giày thể thao, chân phải mang giày tây. Hẹn em đi coi phim á thì phi thẳng tới sân khấu kịch. Nếu vừa rồi ngài có vô toilet mở nước thì quay lại xem mình đã tắt nước chưa nha. Đó là tại vì anh chưa kể cho em nghe cái chuyện mà anh mặc hai quần nhỏ cùng một lúc á. Thôi, bây giờ ra sân bay liền giùm em đi. À, ngài còn nhớ là em tên gì không? Hà Mây, anh yêu em. Ôi, sao thay đổi quá vậy? Sao bảo là đi lên Đà Lạt? Bên kia bị trễ chuyến bay nên chuyến bay bên đây người ta bay mất tiêu rồi. Bây giờ phải đi xe lên Đà Lạt. Ý mày là tao chở mày lên Đà Lạt hả? Thì mày là tài xế mà. Nhưng mà hôm nay là 1 tháng 3. Cứ coi người ta là phụ nữ đi.
Mở cửa. Ê, xe này mà sếp. Màu xám chứ. Trời ơi, sếp đã đổi xe cách đây 2 tháng rồi. Xe này màu trắng. Nhớ là phải có thêm tiền bồi dưỡng ấy nhá. Thế tiền tôi chưa trả đó. Mày bị giãn mấy cái dây thần kinh nhớ mà sao mấy cái khoản người ta nợ mày ấy, mày chẳng bao giờ quên nhỉ? Trời cho. Nợ 2,5 triệu. Mà làm gì ghê. 2,750,000. Tao hận mày. Mày nghĩ Hà Mai có thích không? Mày suy nghĩ kỹ chưa? Tình yêu ấy là một giấc mơ dài ngọt ngào. Còn hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức. Năm đầu tiên là chàng nói nàng nghe. Năm thứ hai là nàng nói chàng không nghe. Và những năm sau đó là hai đứa nói cả xóm cùng nghe. Chết cho người phụ nữ mình yêu ấy vẫn dễ hơn là sống chung với họ. Ê, thấy Hà Mai được không? Nhìn thèm chết đi được. Ê, nói gì vậy? À không, có con bé vừa chạy ngoài qua đường kia kìa. Còn Hạ Mây thì chẳng có gì để trách cả. Nhưng mà một năm, hai đứa mày gặp nhau được bao nhiêu lần? Tao nghĩ là chỉ cần yêu là đủ. Tới nữa rồi. Ai tới? Thì Tào Tháo chứ ai. Tao bị duyệt từ đêm qua đến giờ. Bốc một đống thuốc vào rồi. Mà đến bây giờ vẫn không ăn thua gì cả. Have a drink? Excuse me. Cam. Hello. You like my house? Yeah, it's a beautiful house. Yeah, do you really need? Yeah. Yeah. 15 phút rồi không qua ăn cái gì vậy? Đậu phụ mắm tôm. Lên chơi đi. Anh em à. Nữa hả? Anh đã tới Đà Lạt chưa? Sao không gọi cho em? Anh bị trễ chuyến bay. Bây giờ anh phải đi xe. Vậy giờ anh tới đâu rồi? Anh tới Dầu Dây rồi. Lần hẹn nào anh cũng như vậy hết á. Mấy? Please. Thank you, Sam. Nhanh lên đi, đi xe rồi. Ê, nhưng mà lên. Ê, thư giãn đi. Đầu tiên đặt cái an toàn. Đây là căn chỗ. Đây là ga. Kế bên là thắng. Nhìn kiến hậu. Đây. Rồi. Thôi đi ông cậu em. Đi chứ. Đi hả? Rồi. Nhưng mà xa lắm. Ô xa cậu nào ông đi á? Củ Chi không? Đà Lạt á. Cũng được, miễn sao bo thêm tiền xăng cho chuyến về được rồi. Nhỏ lên. Alo. Không chờ được, lâu quá. Trễ rồi, phải đi taxi thôi. Không được đâu. Chờ nữa mà lỡ chuyện gì là đợi một tình chút chấm dứt luôn á. Khách sẽ ra liền. Được rồi. Đã dặn rồi, đừng ăn có gì bậy bạ. Rồi. Có gì nói chuyện sao nha.
đi chú. Tới hồ Bán Nguyệt rồi anh ơi. Nhà tới hồ Thanh Thở thì gọi chú. Đi đâu? Đà Lạt. Chú chạy kì chú. Ủa, hồi nãy chú tắt búi tiêu mà. Anh đi đâu? Đà Lạt. Sao hỏi hoài vậy? Mời anh xuống xe. Chết cha, lộn xe rồi. Agamaga Militian. Chữ bậy hả? Tên mấy loài bò sát. Ê, muốn gì? Muốn đi Đà Lạt, gấp lắm. Tôi không có đi Đà Lạt. Thần kinh. Tôi không có thần kinh. Tôi tên là Phong. Tên đầy đủ là Thượng Mã Phong. Thượng Mã Phong. Ba tôi chết lúc lâm trận. Má tôi đặt tên cho tôi để nhớ một kỷ niệm. Không vui hả? Nói chơi thôi. Chứ tôi tên là Mã Thượng Phong, tiến sĩ khoa học, chuyên ngành nghiên cứu động vật màu sắc. Xin chào. Chúc may mắn. Bảo vệ đang giữ tao. Vì cứ thấy tao cứ đi đi lại lại trong toilet nhiều lần quá nên nghĩ là tao làm việc mờ ám. Đại loại là như kiểu là đặt bom hay là hút chích ma túy ấy đó. Bây giờ người ta đang cho nhân viên an ninh đi kiểm tra trong toilet. Chắc tầm nửa tiếng nữa mới xong. Bữa sau bớt ăn tầm bậy lại. Thôi, tao gọi taxi đây. Tạm biệt. Sao mày bảo là mày lên taxi rồi? Thì đúng là lên rồi. Nhưng mà gặp một con nhỏ nói chung là thích bằng đồ đàn ông. Mày không hiểu đâu. Số tao xui lắm. Ừ, thôi, tao gọi taxi đây. Chúc mày may mắn. Làm những mấy hãng taxi không thích chuyện tình của tôi hả trời? Tôi biết sẽ quay lại mà. 95.000. Ủa, từ đây đi Đà Lạt rẻ vậy đó hả? Tiền cứu xe lúc nãy 95.000. Tôi cần đi Đà Lạt để dự sinh nhật người yêu. Tôi với cô ấy quen nhau 3 năm rồi. Mà cô ấy đòi chia tay đâu 18 lần. Đâu có liên quan tới tôi. Là đàn ông, anh phải hiểu chứ. Akamakabilichin. Đàn ông cũng có nữa hả? Anh không thể phân biệt được thế nào là đàn ông, thế nào là đàn bà hả? Nếu mà dùng tay thì nó dễ hơn. Gọi tôi một tiếng Anh nữa là tôi đánh bể mặt nghe chưa? Chị có sao không? Chị đánh kiểu gì kỳ cục vậy? Xin lỗi chị. Tới rồi. Ai tới? Khai hoa nữa nhụy rồi. Tới rồi. Để. Kêu lo đi, tôi không có thời gian đâu. Tôi phải đi Đà Lạt. Đi bệnh viện đã. Taxi. Đi bệnh viện đã đâu rồi? Ê, nhanh. Sợ xui đó. Sợ xui. Ai cũng từ trong này chui ra hết mà gặp bà bầu là sợ xui ngộ dễ sợ. Hai người có sợ xui không? Không. Vậy đi bệnh viện nè. Gọi cứu thương. Dạ. Nhanh lên. Gọi cứu thương đi. Tôi xuống, tôi đi xe khác. Ở bệnh viện có nhiều taxi lắm, tha hồ mà lựa chọn. Đau quá. Nhanh lên đó. Chồng chị đâu mà sao không đưa chị đi sanh? Chắc đi huynh bài rồi. Cái đám đàn ông càng ngày càng tệ. Cô nói gì kỳ vậy? Đàn ông có người này người khác, có người xấu người tốt, phụ nữ cũng vậy, cũng có người tốt người xấu. Chắc gì cái bầu này là của chồng của ta. Anh mới nói gì vậy? Anh nói gì là anh xúc phạm tôi, anh biết không? Bao nhiêu năm qua tôi quanh quẩn ở nhà chỉ biết có cái bếp thôi à. Anh nói cái bầu này không phải của chồng tôi chứ là của ai? Ý tôi nói là theo khoa học nghiên cứu về các loài động vật bồ sát, con đực chỉ cần gặp con cái 3 phút dù trong bếp hay phòng khách cũng có bầu như thường. anh
anh có thể bớt nói với con tôi để ra có duyên được không? Xe vậy mà cũng còn được chạy hả? Chịu khó một xíu nữa đi chị ơi, gần tới rồi. Tôi biết lắm chứ, tôi biết là chị đau, nhưng mà mình rên cho nó văn học lại chị. Chết rồi, bây giờ tôi cần một điểm tựa. Tôi cần một điểm tựa. Anh trời ơi, đây là con số. Nguy hiểm lắm. Cẩn thận chị Hiếu. Chạy chị. Cái đó là cần tăng số, còn cái này là cần tăng trang số. Vui lòng được đụng vào nha chị. Trời ơi chị ơi, cố gắng lên, gần tới nơi rồi. Đừng có đẻ trên xe của em. Đẻ là chị, chào luôn. Cái gì vậy? Nước tràn bờ đê rồi, nhanh lên. Lũ về rồi. Con cũng sắp ra rồi, nhanh lên. Trời ơi, sao mà khổ này tôi rồi. Cho tôi xuống xe đi. Dạ đủ rồi, cảm ơn anh. Chắc là có chuyện gì rồi. Chuyện lớn chứ chuyện gì, 5 triệu bạc đâu phải nhỏ. Thì anh cho người ta số điện thoại rồi, người ta sẽ gọi điện trả tiền cho anh thôi. Quan trọng là thằng chồng đánh bài ăn hay thua. Anh làm gì tốt thì anh phải happy lên chứ. Happy cái gì, đưa cho bệnh viện 5 sao mà happy. Tại vì anh đang gấp cho nên tôi phải ghé bệnh viện nào gần nhất. Thôi mệt quá, cứ tính tiền taxi của tôi đi. Dĩ nhiên rồi, 5 triệu của tôi, Agamacabilition. Tôi thử anh một xíu là biết con người như thế nào. Mà tiền viện phí có mắc đâu mà sao anh cứ lèm bèm hoài vậy. Kiếm xe khác đi đi. Nè, cô nghĩ tôi còn tiền đi xe khác hả? Anh không có thẻ ATM hả? Tôi không muốn mất thêm một giây phút nào nữa. Mọi chuyện đã quá rắc rối rồi, cô hiểu không? Chở tôi đi Đà Lạt. Tôi không đi Đà Lạt. Đà Lạt ăn hết của ông nội ngoại cô hả? Tiền gấp 3. Ban ngày lấy taxi, ban đêm đi ăn cướp hả? Gấp 2,5. Trên đường đi tôi kể chuyện hai. Ê, cho tôi ngồi phía trước được không? Cái khu này hồi nãy lũ tràn về lắm. Cô chạy gấp gấp đi, tôi sẽ khuyến mãi một câu chuyện hài. Có hai cô thằng lằn yêu nhau đang tình tứ trên trần nhà. Đột nhiên cô thằng lằn cái ghé sát vào tai cô thằng lằn đực, nói một câu gì đó mà cô thằng lằn đực rớt xuống đất chết. Làm sao cô biết được nó thỏ thẻ gì. Nó nói là anh ơi quay qua ôm em đi. Con kia quay qua ôm không bám được, rớt xuống đất chết. Quá vui quá vui. Còn chuyện hài nào mới hơn không? Trời đất ơi, cướp giật bây giờ nó lộng hành quá. Nghe đâu á, mục tiêu chủ yếu của nó bây giờ là taxi đó. Phải dùm cái đi. Quẹo phải thả ông xuống đi, tôi không có gấp đâu. Nhưng mà đi đâu? Đi Đà Lạt chứ đâu hỏi hoài. Anh em đi. Nghĩa địa. Trời ơi, giết người cướp của xong chôn giùm luôn. Tôi biết anh là cướp, nhưng anh có thể nào đi xe khác được không? Tôi đang gấp lắm, tôi phải về Đà Lạt để cầu hôn bạn gái tôi. Tôi nói thiệt mà, tôi ở nước ngoài về, tôi có mang nhẫn mấy ngàn đô về nè. Dừng lại. Mày xuống xe. Mày là đứa nào? Mày. Biết rồi, nhưng mà hai đứa là đứa nào xuống đây? Có cần tao phải đánh dấu không? Không cần đâu. Thẹo. Nhưng mà thật tình là tôi không xuống xe được. Hôm nay là 3 trong 1, sinh nhật bạn gái tôi, kỷ niệm ngày chúng tôi yêu nhau, kỷ niệm ngày cưới của ba má cô ấy. Tôi mới biết thêm thông tin, bữa nay đám giỗ bà nội cô ấy. Làm ơn đi, tôi không xuống xe được đâu. Tôi gấp lắm. Mua giùm tao bó nhang với hoa hồng trắng. Nhanh. Chưa đưa tiền.
mà thôi. Cũng không nhiều tiền. Ê, mày kể chuyện hài vui lắm. Cảm ơn. Đừng phiền công an, không hài đâu. Tôi cũng nghĩ vậy. Ê, đừng quên là tao còn giữ cái này nha. Làm sao quên được. Thứ cho anh. Bé, anh sai rồi. Ngày đám cưới mình, anh không có nhận. Ngày mình mất thì anh không thể về. Anh đúng là thằng đàn ông tệ hại. Anh hứa với mình là từ nay sẽ hoàn lương. Anh sẽ làm lại từ đầu. Anh thề với mình đó. Cho anh nghe. Ai vậy? Xin lỗi lộn số. Tao Vũ này. Mày sao rồi? Người ta tìm thấy hai gói ma túy trong phòng vệ sinh của tao. Gì đó vậy? Thế nó mới đen chứ lại. Chỉ là tiêu chảy thôi mà. Mà mày đi tới đâu rồi? Nghĩa địa. Hả? Đi nghĩa địa làm gì? Đi thắp nhang cho chị bé. Chị bé nào? Tôi nghĩ là nên báo công an đi. Không cần. Anh ta sẽ hoàn lương. Trời ơi, chỉ ấy ra vô cổ thôi. Cô tin hả? Tin. Agama. Tưởng mất luôn rồi. Hôm nay quên thắp nhang cho chị bé. Chị bé đẹp không? Khen người chết đẹp là người chết theo về tới tận nhà luôn đó. Thì cũng đẹp nhưng mà thường thôi. Người chết ghét ai nói hai lời lắm. Tôi đã có mặt ở Đà Lạt cách đây 2 tiếng đồng hồ rồi. Anh làm sao mà hiểu tâm lý phụ nữ bằng tôi?
Bây giờ nha, anh về nhà, anh kể với cô ấy trước, xong rồi sau đó anh chìa chiếc nhẫn cầu hôn ra, chắc chắn là cô sẽ rất là sung sướng và ôm chầm lấy anh. Tâm lý phụ nữ mà, tôi rành quá. Có ai cầu hôn cô chưa? Ê, thấy bà mà nói chuyện như đúng rồi. Ủa, sao đi đường này? Có đường tắt, anh sẽ tới Đà Lạt sớm hơn một tiếng, yên tâm đi. Bánh gì ngon vậy? Bánh này anh mà ăn anh sẽ quên hết tất cả những loại bánh khác. Phụ tôi. Phụ gì? Lấy bánh sô cua ra. Sô cua đâu? Ở trong cốp xe đó, sao anh ngu quá vậy? Chị có cần về nhà để mẹ tắm cho luôn không? Nếu mà cô tắm thì được. Không biết ga lăng hả? Chai cuối cùng rồi. Hẻo thiệt. Tiến sĩ mà cũng biết đánh bài nữa hả? Tôi ở nước ngoài về chứ không phải trên núi xuống. Sao có thứ quái quỷ gì trong cái vali của tôi vậy? Cái đó anh phải tự trả lời chứ. Lộn cái hành lý trên xe của ông già rồi. Vậy hả? Vậy có con khỉ. Nhân viên của anh đưa vali cho tôi thì tôi nhận thôi. Nhân viên nào đưa vali? Tôi đi xe của ông già mà. Nè, mất hành lý là đền nha. Nè, cái đó là anh đi lộn xe tôi nha. Người ta đi lộn mà cô vẫn chở hả? Thì người ta gọi tôi tới, rồi bỏ hành lý lên xe của tôi, rồi anh leo lên xe, rồi tôi lái thôi. Có gì đâu mà sai. Cái công ty của con không biết gọi điện báo cho khách là nhầm xe và lộn hành lý hả? Ừ, có thể là hồi nãy người ta gọi đó. Nhưng mà điện thoại của tôi vào bầu làm hư, nãy cũng thấy mà. Đây nè. Làm cái gì đó? Tôi hỏi cô nè, cô lái taxi được một tháng chưa? Mới hôm qua. Ê, đi đâu đó? Em không đi xe của chị nữa chị. Vậy trả tiền cước taxi đi. Gọi bà bầu lấy. Đồ bất lịch sự vậy Dương. Chết đi, tôi cũng bông hồng trắng. Anh ơi. Anh ơi. Anh. Cho quá gian đường lớn được không? Được. Cảm ơn anh. Bắt xe đi Đà Lạt đúng rồi. Bởi vì anh mổ bố đào lên à. Ê,
Đi anh ơi. Chờ, chờ tí. Dạ. Rồi. Dạ. À, Lô. Anh không muốn cãi nhau với em. Tám tháng ba nên anh nhịn muốn chửi. Ê, điện thoại anh có tin nhắn. Anh chửi sao em tốt anh sao trên em trai còn muốn đi chung xe với chị nữa không? Facebook muốn chia tay thì chia vậy đi. Ê, quá gian cảm ơn. Đường tắt. Ngoài kia cũng là đường tắt rồi, vô đây cũng là đường tắt nữa hả? Thì đường tắt của đường tắt. Giờ đi trái hay phải? Quẹo trái. Rồi quẹo trái đi. Chắc là phải. Quẹo phải đi. Trời ơi, cái tâm ban cũng vậy. Cái đường này kỳ lạ vậy ta? Đường trước sao? Hai năm trước tôi nhớ cái đường này là cái đường. Sao bây giờ cái đường này không phải là cái đường? Hai năm trước cái đường là cái đường. Bởi vì ta muốn cái đường là cái đường. Bởi vì ta không muốn cái đường là cái đường nữa thì nó không phải là cái đường nữa. Quay đầu giùm. Giờ sao? Nè, bạn bè tôi gọi tôi là tài sản quốc gia. Cẩn thận nha. Ra đây, nhanh lên. Wow, cảnh đẹp quá. Trời ơi, giờ này còn đứng ngắm cảnh nữa. Lấy khúc gỗ, chèn bánh xe. Không cần lựa, cái nào cũng được. Phía sau. Bánh sau kìa. Bánh sau khác phía sau. Wow. Bên đây còn đẹp dữ nữa. Trời ơi là trời, phụ tôi nhanh lên. Rồi sao? Phải có một người ở trong đó cầm lái. Hôm nay 183 nhiều cô đó. Tôi phải ngoài đây xử lý. Anh đi trong đó đi. Anh ngu lắm. Nè, tôi có bằng tiến sĩ nha. Rồi, bây giờ đề máy vô số 1 đạp ga. Thôi, có bằng lái. Đề máy thôi chứ gì đâu. Vô số 1 lên ga thôi.
Chân gà không ăn. Ông nội, cái đó là chim thắng. Nghĩa của ổ khóa tình yêu này là gì không? Anh đâu có ngu. Đó là lời cam kết. Tụi mình là của nhau rồi đó. Ê, anh đang nghĩ cái gì? Anh sẽ mang nụ cười của em đi khắp thế gian. Mày, yêu hả mày? Thank you.
gãy xương rồi. Hồi nãy tôi cũng nghĩ vậy á, mà cái này chắc chỉ là bông gân. Cô la quá. Không sao đâu. Đau quá. Anh nhái gì vậy? Này lá thuốc. Ta đừng nói là Gagashiba. Chuyên trị dân bông gân với trầm khớp giảm đau. Yên tâm đi, ngày mai sẽ đi lại bình thường được. Nè. Gì? Sao nãy gan quá vậy? Vì anh chưa trả tiền taxi cho tôi. Đi thôi, trễ giờ của anh rồi đó. Cô mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Để tôi lái cho. Nè, anh có biết lái thiệt không đó? Tôi có bằng mà. Đầu tiên là phải thắt dây an toàn. Bình tĩnh. Nổ máy. Muốn xe di chuyển thì phải đạp tay ga. Đạp ga thì xe mới chạy được, đúng không? Ê, tôi hỏi thiệt nè, anh chưa có bằng lái. Tôi có bằng lái mà, bình tĩnh đi. Ok, quay đầu lại đi thôi. Quay đầu, muốn quay đầu là phải cài số dê. N là dê. Anh chưa có bằng lái hả? Tôi có bằng lái mà. Nghỉ ngơi đi. N là một chỗ, D là chạy, N là dê. Đây 6 tháng tôi chạy lần đầu tiên tôi tông vô xe cá viên chiên. Trời ơi, sao anh có bằng lái rồi mà? Bằng nào tôi có, bằng lái tôi mua. Đổi tay. Thằng bác rồi anh đây. Con May nó giận con rồi. Con đang ở đâu vậy? Ê. Cởi ra. Cởi.
Con cứ để trên xuống sao cởi được. Ra, ra đi. Ra, ra. Nhanh lên. Vậy làm sao mà ra được? Ra rẻ là không chết á. Cậu Phong, cậu xong chưa? Chạy xe kiểu gì vậy mày? Mẹ, trời ơi. Chuyện gì vậy em? Mẹ, hư điện thoại con rồi. Mẹ nghe tiếng thở hổn hển, rồi mẹ nghe nó nói. Cởi ra, từ từ, ráng chút nữa, tôi mỏi rồi, cố lên, hơi, hơi, vậy đó. Em cứ như con nít, chẳng thằng điên nào mà trong lúc thở hổn hển mà còn bắt điện thoại. Thứ con gái mà rẻ tiền ở trên xe thì thiếu gì? Gặp cơ hội hả? Là xà tới liền à? Nhớ lại đi, hồi đó anh với em gặp nhau lần đầu cũng là trên xe lửa đó. Em là trường hợp ngoại lệ. Ê! Ê! Cái gì vậy? Không biết bơi hả? Biết, nhưng mà lần nào bơi cũng chìm. Cái nội này thiệt tình. Rồi, bám vô cổ tôi đi. Trời ơi, bám cổ chứ không phải là xiết cổ nha. Muốn chết hết hả? Sao ngu vậy? Nè, đừng có tưởng cứu người ta là chửi được nghe chưa. Bà là cô đó, tôi là tiến sĩ. Khoe hoài. Tiêu chiếc xe của tôi rồi. Chiếc xe cùi bắp. Bỏ đi. Có người trả ba tôi 500 triệu mà ba tôi không có bán đó. Ba cô Bill Gates hả? Không, không có bằng. Đó là kỷ niệm tình yêu của ba mẹ tôi. Cái vali còn ở trên xe. Đúng rồi. Sao anh không nhắc tôi? Đâu nhớ đâu nhắc. Đàn ông con trai gì mà không biết làm gì hết trơn á. Đi đâu vậy? Bro, cứu Jack. Cái gì vậy? Titanic. Ông, ông. Chết lùn nè. Toàn là đồ nữ không à. Cái cô này cũng to con nè. Anh nhỏ người chắc là hợp đó. Đây, bộ này hợp với anh. Thay bộ này đi. Công nhận anh lùng.
Mặt bộ này chịu khó nhìn thì cũng được. Tướng cô cao, mặt bộ này không cần chịu khó, nhìn ngon. Nghỉ ngơi đi, anh không có đủ sức để leo lên tới đèo trên đó đâu, lạnh lắm. Đói nữa, mà tôi chịu đói tệ lắm, không có gì ăn, chắc chết. Adama! Cái gì vậy? Con gì vậy? Bộ sát cùng họ với Agama Kabilitin, nó chỉ chui được khỏi hang vào lúc sáng sớm. Ủa vậy sao bây giờ nó chui ra? Chắc tôi với cô làm động hang nó rồi. Anh làm cái gì vậy? Có cái máy chụp hình nữa là tuyệt vời, đẹp lắm. Cô làm cái gì vậy? Giết. Làm thịt. Anh nói anh đói mà. Đâu có làm gì cô đâu. Ủa vậy anh có ăn gà không? Có. Con gà đáng chết lắm hả? Tôi ăn mà tôi không có giết. Thì tôi giết cho anh ăn mà. Bình tĩnh đi. Tôi nửa con, anh nửa con. Thì cô xuống dưới hồ, cô bắt cá, cô ăn. Đối với tôi, cá là tất cả. Tôi tìm thấy chai rượu này trong vali á, anh làm hết đi cho ấm bụng. Ai cũng đều yêu quý một con vật nào đó, nhưng mà họ vẫn ăn con vật khác đó thôi. Giống như tôi nè, tôi rất là yêu con cá, cho nên tôi sẽ không bao giờ ăn cá. Còn anh yêu bò sát, anh cũng không bao giờ ăn bò sát. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ anh nên ăn miếng đi cho đỡ đói. Nếu mà không có gì để ăn, tôi cũng ăn cá à. Nè, anh hãy từ từ tận hưởng mùi thơm của nó. Rất là thơm và ngon. Không cần chế biến gì hết. Anh hãy bỏ một miếng vô trong miệng của anh, để nó tan từ từ. Ăn đi. Xin lỗi mày, sứ giả hòa bình. Sao sao? Có Agam gì đó, Belly tình gì đó. Sao? Ngon không? Cho
miếng nữa được không? Xin lỗi mày. Mày ngon quá. Tôi quen Hà Mây trong một buổi giao lưu về khoa học. Tôi lén bỏ trứng thằn lằn vô ly cocktail của cô ấy. Cô ấy uống sạch luôn. Vậy là quen nhau. Cô ấy tốt nghiệp trường y nhưng không mở phòng mạch. Chỉ muốn đi đây đi đó, làm cái điều mình thích. Còn tôi suốt ngày cắm đầu vào phòng nghiên cứu. Tôi ít hẹn hò lắm. Mà mỗi lần hẹn hò là luôn xảy ra trục trặc. Cô ấy sẽ không giận anh đâu. Thà đến trễ mà muốn đến còn hơn là đúng giờ mà dửng dưng. Ủa, vậy là cái ông mà trong hình mà bị xóa cái mặt ở trên xe hơi là dửng dưng lắm ha? Không phải chuyện của anh. Chuyện của tôi là kiếm bộ đồ khác thay. Bữa nay là cơ hội tốt nhất để ông tỏ tình với em gái của tôi đó. Tỏ tình lần nào cũng vậy hết. Hai lần tỏ tình bà đều đi lấy hai thằng chồng khác nhau. Trời đất ơi, bà nghĩ sao bà lấy được cái chồng gì đâu không? Bà làm riết là tôi sượng luôn, tôi có hôn luôn, giờ không quen được ai hết. Thôi đừng có bi đã, tình yêu phải có giai đoạn thử thách vậy chứ, đúng không? Bây giờ ông làm như thế nào để con bé nó cảm thấy ông là cái điểm tựa cuối cùng của con bé? Bé ông nội tôi, con bé 49 tuổi rồi, hai đời chồng rồi đâu ra cô bé. Con bé 49 tuổi, vậy mới chỉ có U50 à, có hai đời chồng. Vậy là có thêm kinh nghiệm để mà săn sóc ông. Ráng cố gắng nha, tôi ủng hộ ông đó nha. Chú ơi. Chú, cho qua vàng chú ơi, chú. Cho con đi với. Ông nội với bà nội, bộ muốn chết hả? Đồ có thằng xiết khỉ. Hả? Sao không biết nó xiết khỉ? Cái mặc đồ gì không thấy hả? Cái áo treo tú đọt không, còn cái quần hạ xuống tú ở dưới thung lũng. Không xiết khỉ là cái thứ gì? Xe của tụi con bị rớt ở dưới hồ. Hai chú có biết trạm cứu hộ nào gần đây không chú? Trời đất ơi, lại anh chị xuống dưới rồi trời. Nè, hên lắm đó nha. Tổ trưởng tổ cứu hộ nè. Chú, cứu xe giùm chú. Rớt xuống hồ đúng không? Dạ. Được rồi, trục vớt lên, sửa chữa luôn cho. Dạ, con cảm ơn chú. Giờ về á, cái lữ quán ông này, hai đứa bay á, ngủ đỡ một đêm đi. Sáng mai á, rồi tính, nghe không? Giờ không đi đâu được nữa đâu. Dạ. Cô tên gì? Chi. Hỏi để biết xưng hô. Chi. Ngay cả nói cái tên cho người ta nghe mà cô cũng khó khăn nữa. Chi. Con gái đừng có nhây như vậy. Anh mới nhây á, tôi nói tôi tên là Chi mà. Tôi tên Phong. Biết rồi, Mã Thuận Phong. Có chuyện gì vui về bờ sát kể nghe chứ? Cái chuyện vui nhất là cô ăn thịt đó đó. Tên đen đen đen. Agama Commission. Ủa, vậy hồi chiều không phải ăn thịt nó hả? Không, hồi chiều là cá. Chỗ đó nhiều cá lắm. Ủa mà bộ người khác nói gì anh cũng dễ dàng tin vậy đó hả? Cũng còn tùy vào nhân sắc. Tôi tên Phong, cô tên gì? Trời ơi, hôm nay đúng một ngày kỳ cục. Giờ mà có cơn mưa nữa thôi là đi chết rồi. Đó, đúng ý anh rồi nha. Nghe thiệt. Ủa, hồi chiều thấy nó nằm ngay đơ à? Cô làm sao hay vậy? Cái con này á, chỉ cần gãi gãi dưới cái cổ nó là nó nằm ngay đơ à. Ủa mà anh là tiến sĩ mà anh không biết hả? Ừ, tôi biết chứ, nhưng mà đâu ngờ cô biết. Mà cô cầm con sáng đẹp lắm. Vậy mà hồi chiều có thằng kêu tôi là quái vật. Thằng là ngu vậy trời.
biệt mọi người. Tạm biệt. We have a lot of work to do tomorrow. Yeah, the weather will be awesome. Hey, May. My parents are coming to Vietnam soon. They really want to meet you. Sometime I would like to invite you in the weekends to eat something together. Don't you say no. Jen, I already have a boyfriend. That's what I thought. Sometime I thought you didn't. Where is he then? He... so busy. May à, có mấy cuộc điện thoại gọi con nè, số bàn. Dạ, I'm sorry. I must go now. Good night. Good night. Alo, Lữ Quán Mưa Rừng xin nghe. Dạ, alo, số này vừa mới gọi cho. Alo, Lữ Quán Mưa Rừng xin nghe. Alo. À, là... dạ, alo, alo, alo. Tôi xin lỗi mọi người vì đã cắt ngang cái cuộc vui này. Tôi muốn nói chuyện với lại một người. Quyên, anh muốn nói chuyện với em. Em có biết trên thế giới này khoảng cách xa nhất là gì không? Có nhiều người họ nghĩ khoảng cách xa nhất đó là sự sống và cái chết. Nhưng không phải. Đối với anh, khoảng cách xa nhất đó là anh luôn lúc nào cũng đang đứng trước mặt em, mà em không hề biết là anh yêu em. Quyên, em đã có hai đời chồng. Vậy thì người chồng thứ ba, nếu em không chọn anh, thì Quyên, em phải bước vào quầy, cầm con dao, đập nát trái tim anh, cho anh chết đi cho rồi. Giờ em còn chưa ra sân bay nữa, chắc là không có đi gặp anh được rồi. Dạ. Dạ. Chắc là không có gặp thiệt đó anh. Dạ. Bye bye anh. Mua. Đừng anh. Đừng. Anh chị mình chị thật ra không hợp với nhau. Thank you.
lâu hơn, nhiều lần hơn. Đúng không quý vị? Đúng không? Aklik kau ni. Anh nói là tên gì tôi quên rồi. Aklik Reason. Aklik Reason. Cái tên dài quá, không thể nhớ nổi. Cái tên thì khó nhớ nhưng đặc điểm thì dễ nhớ. Vào mùa sinh sản, con này nó có thể tiếp 5 em mỗi đêm. Sát thủ tình trường. Killer in love. Em giống như con bò sát bị thương. Vết thương càng sâu thì càng khó lành. Nè, nhìn tôi giống như là đang cần sự quan tâm lắm hả? Tôi đách cần ai? Đách cần điều gì hết? Em cần cả thế giới. Từ lúc em đuổi anh xuống xe, anh đã coi em là quái vật và anh ghét em kinh khủng. Vậy hả? Em đang cố tỏ ra bất cần và em sẵn sàng cấu xé ai đụng đến em. Nhưng tất cả mọi việc em làm nói lên điều rằng em đang chịu đựng và nước mắt
con muốn tìm một người mà con không chắc là người đó có ở đây hay không. Tại con thấy số điện thoại của quán gọi cho con. Mà cô tìm ai mới được chứ? Dạ, anh trai con. Con mất liên lạc với ảnh từ hồi chiều tới giờ. Hôm nay quán rất là đông khách, mà hầu hết là những người lớn tuổi không à. Dạ đây, con có hình của ảnh. Tướng lùng lùng, mặt thì hơi trẻ con. À, cái cậu này cậu đi với bồ của cậu, nhưng mà đi ra khỏi quán này đâu có ở đây. Hả? Sao cô biết họ là bồ của nhau? Thì bồ mình mới ôm nhau hung hít đúng không? Dạ, dạ con cảm ơn. Hello, May. I can't sleep. I miss you. Maybe you are in transplay. Jim. May, are you crying? Are you okay? No. I'm all right. Thank you. Medicine. Huh? I'm making medicine. Trên đường đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Mình là Chi, tài xế taxi. Ảnh cứ sợ là trễ hẹn với May. Hai người đã hôn nhau. Hôm nay là ngày 8 tháng 3. Mọi người cứ tưởng mình với anh ấy là vợ chồng, rồi cứ theo phong trào hôn đi, hôn đi. Để mình kêu ảnh dậy, nói rõ cho May hiểu nha. Biết là anh có nói cái thế nào, em sẽ không tin. Vậy thì anh nói thử đi. May, mọi chuyện không như May nghĩ đâu. Hai người là loại người gì? May à. Anh. May. Chạy theo đi. Thực sự là anh, em đi ngủ đây.
rồi. Kỷ niệm ngọt ngào, đạo cùng trăng sao, một mơ mây gió, viết những khúc ca, viết những yêu thương. Mai thời gian rồi sẽ xóa hết, sẽ không ai chúng ta luyến lưu. Là cơn say rồi phải thức giấc, bằng những lối riêng sẽ phải yêu rằng một đoạn đường chung giờ hai lối rẽ. Yeah, yeah. Bên nhau, bên nhau, bên nhau, bên nhau quên khắp vứt hết những lo. Để ngày mai khi tóc đã bạc, nhìn lại thật vui biết bao. Bên nhau, bên nhau, bên nhau, bên nhau đánh thức những khát khao trốn sâu. Ngày nào đó ký ức gợi lại. Chú ơi, chuyện hôm nay sẽ còn trả sau khi trong lời. Lấy tiền chú mày, cổ là con của sếp cũ tao đó. Ủa, chú có quen cổ hả? Hôm qua tối quá không nhìn ra. Ba của cổ á, chủ ba cái tập đoàn lớn, trong đó có một tập đoàn vận tải taxi. Ổng là một trong những người giàu nhất thị trường chứng khoán hiện nay. Chú mày may mắn lắm đó nha. Quá ha. Cảm ơn em. Cảm ơn gì? Em tính vô tiền cứu xe lúc nãy 2.250.000. Em ổn không? Em hái đó. Không phải cho anh, mà là để anh tặng cho Hạ Mây. Anh là người hời hợt lắm, anh biết không? Anh định bỏ mặc người phụ nữ mang bầu. Anh không tin vào sự ăn năn của kẻ đường cùng. Và anh cũng không biết làm cái quái gì khi xe bị tắt máy. Anh tưởng anh tình cảm lắm hả? Thằng đàn ông nào cũng vậy á, đều có thể có tình cảm với một cô gái mới gặp, nhưng không bao giờ ngọt ngào với người đã từng gắn bó với họ. Anh có hiểu cảm giác của Hạ Mây khi giáo giác một mình tìm anh trong đêm khuya là như thế nào không? Nè, anh quên là lúc sắp chết anh đã nói gì à? Cho nhau những kỷ niệm ngọt ngào, đã cùng trăng sao, mộng mơ mây gió, viết những khúc ca, viết những. Tại sao ba em lại để cho em lái xe? Hai năm em sống ở Mỹ, ba mẹ em thích em học quản lý kinh doanh, nhưng mà em lại không thích. Em rất là thích làm bánh và ước mơ là mở một chuỗi cửa hàng làm bánh. Em thích loại bánh gato của Hạnh Nhân và rất là nhiều loại bánh khác nữa. Wow, nghe thấy hấp dẫn quá ha. Nếu như vậy thì ba em có thể mở cho em một chuỗi 10 tiệm bánh cũng được. Nếu mà như vậy thì nói làm gì nữa. Có thể là 1 năm, 2 năm hoặc là lâu hơn. Nhưng mà em chắc chắn là em sẽ làm được. Bên nhau, bên nhau, bên nhau, bên nhau đánh thức những khát khao trốn xa.
One more little check there. Nhìn lại thật vui biết bao. Có thật sự lãng tệ như vậy không? Em nghĩ anh ấy cần có trả lời. Xin lỗi vì đã chọc ghẹo em. Xin lỗi vì đã để anh chọc ghẹo. Một cô gái rất là hay, nếu như anh không quan tâm, anh sẽ đắm mất. Hey guys, stop. Please, wait a minute. May. Would you marry me? Nghe nói mày ơi, cửa đây là ai vậy? Là một người yêu em nhiều hơn anh. Mày, em phải nghe anh giải thích. Anh đã có một chuyến xe kỳ cục, anh có nói sự thật cỡ nào em cũng không tin, bởi vì nó giống như ở trong phim á. Sự thật ít nhất em biết về anh á, là anh đã hôn một người con gái khác. Mày, em phải nghe anh nói với mày, em phải cho anh cơ hội để giải thích chứ. Ở bên Tây người ta nói chuyện là đứng rình vậy đó hả? What? What gì? Quên, Tây. I don't care who you are, and I don't care where you come from. But May is mine. You can't stop me from loving her. I don't think so. Okay? She belongs to me. Okay, do you understand? Okay, thank you, baby. Em yêu Khứa nè hả? Chứ em quan tâm tới em. Giống như là anh quan tâm tới mấy con thằng lằn cắt kế của anh vậy đó. Em phải hơn thằng lằn chứ. Anh... How many styles of love does she have? Do you know? 4. The first is when she likes someone. When somebody sneak a glance at her, that's 2. When she watch a comedy, that's 3. And the fourth is when she arranges her flower bucket. Đúng hả? Đi chơi nhau nhiều quá hả? Well, what the last she had to the haircut, do you know? 5 weeks. Tập trước hả? Ừ. Còn cái chuyện mà em ngáy to, em không gội đầu, rồi em lải nhải lúc anh xem tivi, chuyện cũ của anh, lỗi lầm trong quá khứ, em ra em nhắc đi nhắc lại hoài, người ta có biết không? Biết chứ. Tận hưởng những điều ngọt ngào từ em thì thằng nào mà không làm được. Nhưng chịu đựng tật xấu chỉ có mình anh thôi. Em không thể nào lấy thằng 1m9 như vậy được. Rồi mỗi lần hung bắt ghế lên hung hả? I'm quiet at home. Khi chuyện tình cảm người ta đang trục trặc mà mình chen vô, người Việt Nam nói câu gì biết không? Tanuk dup takao. Đúng rồi. Em không cần người, không cần em. Mày, mình đã lạc mất nhau 1 năm rồi. Anh biết tất cả là lỗi của anh.
anh đã coi mấy con thằng lằn hơn em. Đừng để những ký ức ngọt ngào trong quá khứ làm đau mình. Anh xin lỗi. Chuyến đi này anh đã gặp rất nhiều rắc rối, nhưng anh nghĩ ai một lần trong đời cũng sẽ gặp phải rắc rối. Quan trọng là anh rất yêu em. Anh xin cầu hôn em. Anh tìm gì vậy? Chiếc nhẫn. Chắc để quên trong quần. Để quên trên chiếc xe taxi rồi. Là cái người mà anh đã hôn chứ gì? Anh không có, tôi có. If you really love her, you have to fight me. Okay, if you want. Em ơi. Hả? Buông em ra. Anh có đâm lại nó đâu. Ê, xem đâu, xem đâu. Em đã nói là buông em ra mà. Lùng mở tử. Em không bỏ qua chuyện này đâu. Nghĩ sao mà anh hôn người ta vậy? Đàn ông mà, làm sao mà không có tình cảm với người phụ nữ như vậy? Em biết chắc là anh đã làm cái gì đó thì cổ mới hôn anh chứ. Em muốn biết tất cả chuyện gì đã xảy ra. Từ từ để anh nói cho em nghe. À! Hà Mây, anh muốn nhìn thấy nụ cười của em. Hà Mây, anh yêu em. Đó là lý do mà dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em vẫn tin anh, người đàn ông tuyệt vời. Ý, nếu vậy á, thì chân anh đau lắm đúng không? Vì em, anh gồng được hết. Em yêu anh. Gọi cho cô ta đi. Anh không có số điện thoại, với lại anh cũng không nhớ tên. Vậy mà anh dám hôn người ta. Chuyện cũ nhắc hoài. Ừ. Ý, cô ấy kìa. Anh qua lấy hay em qua lấy? Anh nghĩ em có chuyện gì để nói với cái cô gái đã hôn bồ của em chứ? Cũng có cái nói hoài. Biết vậy hung ba bốn cái. Anh dám hả? Em tìm thấy nó ở dưới sàn xe khi đổ xăng. Cảm ơn em vì tất cả. Mọi chuyện vẫn ổn chứ hả? Đến giờ này thì ổn. Anh ta là người Đà Lạt hả? Không. Đà Lạt là nơi anh ta từ bỏ em. Rất lịch sự, rõ ràng và rành mạch. Là một gã điểu. Một nhà đầu tư rất giỏi. Không còn yêu em nữa. Anh ta yêu ba của em nhiều hơn. Trời ơi, gia môn bất hạnh vậy. Ý em không phải ý đó. Ý em là từ lúc mà công ty của ba em có chuyện thì anh ấy chuyển sang đầu tư vào cô bạn thân của em. Và tất nhiên là ba của cô ấy cũng có nhiều tập đoàn về kinh tế. Bây giờ thì em đủ tiền mở tiệm bánh chưa? Anh chỉ cần trả tiền cước xe này là đủ đó. Không có nỗi đau nào là vĩnh viễn. Tôi Tinh Phong.
Em tên gì? Agama. Thôi được rồi, xin đừng gọi tên nhau. Nếu ngày mai đi qua. Em không ghen chứ? Thực ra chỉ là cảm mến thôi. Em hiểu cảm giác đó. Nếu thời gian sáng quay nay lại, em cũng đã để cho Jem hôn mình mà. Có môi trường mang tên em. Thì cũng chỉ là cảm mến thôi mà. Mến như kỳ vậy? Trời ơi, tiến sĩ cũng biết ghen nữa hả? Nếu như anh ghen á, thì cuối tháng này sang Châu Phi sống trong lán trại cùng em một tháng đi. Rồi mới có bộ xác của anh sao? Quên chúng đi. Yêu á thì phải hy sinh những người mình yêu chứ. Như vậy là anh yêu cái gì thì cũng phải yêu cái đó. Anh sẽ cho bò sát chạy khắp người em. Muốn nói em nghe thật gần. Rồi ta sẽ đi những con đường hôm nay. Sẽ giữ tay lại trong tay, giữ từng hơi ấm thật lâu. Đôi thông cao nghe hết những lời ban mai, nhung nhớ đông đầy sương rơi và chờ nghe em nói một lần trong mãi sau. Tôi là ai trong em? Cứ nhìn sâu trong tim. Nếu mình hai tâm hồn, nếu nỗi buồn chia đôi. Có mùa đông trên cao, có mùa hạ trong veo. Giọt nước mắt để dành cho một nụ hôn sâu. Những khoảng trời thông xanh bỗng trở thành xa xôi, như là ánh mắt nào lúc ta chào tạm biệt. Muốn nói em nghe về giấc mơ, muốn nói em nghe thật gần. Rồi ta sẽ đi những con đường hôm nay, sẽ giữ tay lại trong tay, giữ từng hơi ấm thật lâu. Đôi thông cao nghe hết những lời ban mai, nhung nhớ đông đầy sương rơi và chờ nghe em nói. Một lần cho mãi sau. Rồi ta sẽ đi những con đường hôm nay, sẽ giữ tay lại trong tay, thật lâu.